Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự 8 nghi phạm để điều tra do liên quan đến vụ truy sát khiến 4 người thương vong xảy ra tại quán karaoke ở quận Bình Thạnh. Trước đó, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, khuya 16 tháng 2, một nam thanh niên bị nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh trên đường Phan Văn Trị, đoạn gần giao lộ với đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh. Nam thanh niên trên bị thương, sau đó chạy vào một quán karaoke trên đường Phan Văn Trị thuộc phường 11, quận Bình Thạnh. Tại quán karaoke, người trong nhóm trên đã dùng hung khí tấn công khiến quản lý quán karaoke bị thương. Một nam nhân viên của quán là anh BDTN, tên được viết tắt 24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, cũng bị người trong nhóm trên dùng hung khí đâm nhiều nhát. Do vết thương quá nặng nên anh N đã không qua khỏi. Ngoài ra, người trong nhóm trên còn tấn công khiến một người khách của quán karaoke bị thương. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Bốn nam nữ thanh niên trong nhóm này sau khi chém người đã lên xe hơi tẩu thoát và đã bị bắt trên đường.